Đây rồi đây mọi người ơi, mình đã hoàn thiện xong cái món rau muống xào với lại tép này, tép bạc hay còn gọi là tôm đất ấy. Thì xào đơn giản thôi, xào cho nó vừa chín tới thôi. Thì cái rau này nó rất là xanh này, mà ăn nó rất là giòn ngon. Đây tép này thì ăn rất là thơm luôn. Hello, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình. Thì hôm nay mình lại vào bếp và làm một cái món ăn rất là đơn giản thôi. Đó là món rau muống này, xào với lại tép bạc mọi người nhé. Đây, tép bạc hay còn gọi là tôm đất ở quê mình đây. Mình đã làm sạch và cắt cái phần đầu của nó đi. Đây, nó nhỏ nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Cái này là tự nhiên mọi người nhé, không phải là nuôi đâu. Đây, đánh bắt ngoài tự nhiên, ăn rất là chất lượng. Đây, rau muống hái ở ngoài nương vào thì làm sạch đi. Và sẽ ngắt bớt cái phần lá đi nhé. Đây, trời mưa rau muống rất là xanh non cho nên là mình sẽ đem xào với lại tép. Ăn rất là ngon luôn. Đây mình có chuẩn bị thêm một chút tỏi để phi cho nó thơm. Rồi bây giờ mời mọi người xem mình làm cái món ăn này nhé. Let's go nào. Đây đầu tiên mình sẽ cho vào cái phần tép này một ít cái hạt nêm cà no này. Đây mình sẽ trộn này, trộn cho nó thấm một chút nhé. Để mình xào với lại rau muống cho nó ngon. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Rồi ok, sẽ để đây cho nó thấm một lát. Đây tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi nhé. Đây mình sẽ cho rau muống vào mình trục qua nhé. Đấy mình cho cái rau muống này mình vào cái nồi nước này mình trục qua đấy nhé. Trục qua cho nó xào cho nó giòn xanh ngon. Đây mình chỉ cần trụng sơ qua như vậy thôi. Để mình sẽ vớt ra nhé. Đấy, vớt ra để mình đem đi xào. Rồi ok, để mình vớt ra. Trụng sơ qua như vậy là được thôi. Đây rồi mình sẽ cho vào cái chảo này một ít cái mỡ lợn. Mình sẽ xào bằng cái mỡ lợn cho nó ngon. Đây, cho nó xì xèo tan chảy ra. Còn đây là mình sẽ cho tỏi khô bằm vào này, phi thơm này. Này sẽ phi thơm cái tỏi này lên. Rất là thơm phức luôn đó mọi người ơi. Đây, mình sẽ cho cái phần tép vào nhé. Cái phần tép mình đã ướp lúc này đấy, cho vào. Đây, sẽ xào qua cái tép này cho nó thơm ngon lên. Đây, cho nó lên cái màu gạch của tép ấy. Mình làm thế này cho nó thơm ngon, nó hết cái mùi tanh nhé mọi người. Đấy, xào qua cái tép này. Thơm phức luôn đấy. Đấy, tép này xào với rau muống. Đơn giản thôi nhưng mà rất là ngon luôn đấy. Đấy, khi nó chuyển cái màu gạch của tép này. Mình sẽ cho cái phần rau muống đã trần sơ qua nước sôi vào nhé. Đây. Rất là xanh non luôn. Cho hết vào. Đây, mình sẽ trộn đều. Đấy, rau muống này nếu có thời gian thì mình vớt ra mình ngâm vào cái chậu nước đá. Thì nó sẽ giữ được cái màu xanh rất là
đẹp mắt. Đấy. Mình làm đơn giản thôi, mình không có ngâm vào nước đá. Mình chỉ trần qua nước sôi là mình vớt ra cho ráo nước, mình xào ngay luôn. Thì rau muống nó cũng rất là xanh luôn đó mọi người. Rồi mình sẽ nêm lại nhé. Mình cho đây ít cái bột ngọt này. Đấy, lắc ít cái bột ngọt vào. Cho thêm một chút muối ăn, ít thôi không có nó mặn nhé. Đấy, lắc ít hạt muối ăn vào. Rồi mình sẽ cho thêm một ít cái nước sôi này. Cho vào mình xào cho nó thấm gia vị đều cho nó nhanh chín. Nên mình xào ít dầu ăn nên là mình phải cho thêm một chút nước để cho nó có cái độ ẩm đi đáy chảo mọi người. Thì mình xào là cái rau này nó nhanh chín mà nó thấm gia vị đều. Đấy, xào đơn giản một lát là được. Cho cái rau này nó chín tới là ăn rất là xanh, xanh giòn ngon, rất là thích luôn. Đấy, xào đơn giản thôi. Nói chung rau muống xào thì rất là thông dụng. Món ăn huyền thoại, ai cũng có thể làm được. Đấy, xào với tép kiểu này ăn rất là ngon, thú vị, không lo bị tanh, ăn rất là thơm ngon luôn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rau muống mình xào thì mình ngắt bớt cái phần lá, xào nó trông nó ngon. Này, xào đơn giản một lát là được thôi á mọi người. Cái rau muống này nó vừa chín tới này. Này, ăn là rất là giòn, giòn xanh ngon. Cái tép này thì nó thơm ngon lắm. Này, kết hợp đơn giản như vậy thôi. Rồi ok, thì mình tắt bếp mọi người nhé. Không nên xào kỳ quá là nó hỏng rau này. Đây rồi đây mọi người ơi, mình đã hoàn thiện xong cái món rau muống xào với lại tép này. Vô cùng là đơn giản thôi. Đó, mình trụng qua nước sôi thì mình cũng không cần phải xào kỳ quá. Xào nó vừa chín tới thì rau nó sẽ giòn. Đây, xào giòn ngon như thế này ăn rất là thích luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.